Chương trình mang tên Công nghệ sâu hành vững vàng tiến bước mừng quốc tế đàn ông diễn ra từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, bạn sẽ nhận được vô vàn các ưu đãi đặc biệt bao gồm giá sốc giảm lên tới 30% cho hàng loạt các sản phẩm công nghệ, combo hấp dẫn, mua một nhận ngay 4, một cơ hội không thể tốt hơn để nâng cấp dàn máy của bạn. Đặc biệt khi mua sản phẩm trong chương trình này, bạn sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn để nhận những phần quà giá trị: một laptop Acer, một tai nghe iShot Rock Delta S Animes, hai tai nghe LG Tone Free FP8, 13 lô gaming Gigabyte, 15 thẻ điện thoại Viettel 300.000 đồng. Ưu đãi mua nhiều giảm sâu, mua PC đồng bộ tại Hacom. Mua từ 2 bộ, giảm ngay 100.000 đồng trên bộ. Mua từ 4 bộ, giảm ngay 150.000 đồng trên bộ. Mua từ 8 bộ, giảm ngay 200.000 đồng trên bộ. Mua ổ cứng, nhận quà ngẫu hứng. Nhắn ngay quà tặng khi mua một trong các ổ cứng sau. Tặng bình giữ nhiệt cho khách hàng khi mua ổ Seagate. Tặng voucher 100.000 đồng cho toàn bộ ổ di động Transcend. Tặng thẻ cào điện thoại 50.000 đồng khi mua ổ SSD Western Digital. Rinh ghế xịn, khi mua ghế trị giá trên 1.500.000 đồng sẽ được chọn một trong hai khuyến mãi sau: tặng một chiếc kê chân công thái hồng trị giá 249.000 đồng hoặc trừ thẳng 100.000 đồng vào hóa đơn. Hãy nhanh tay tham gia chương trình tại Hacom để tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn và cơ hội trúng thưởng nhé!